Ban biên tập xin được kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với kênh Tin Mới. Xin được kính chúc quý vị khán giả có những giây phút tuyệt vời và bổ ích khi xem video của chúng tôi. Quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh và để lại quan điểm của mình dưới phần bình luận. Và ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng hổi nhất. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 3 tháng 10 năm 2023. Thưa quý vị, bão Kanun sắp đổ bộ Trung Quốc. Trung Quốc đóng cảng và đường sắt trước khi bão Infa đổ bộ trong bối cảnh đất nước hiện vẫn đương đầu với hậu quả của mưa lũ. Hãng thông tấn Xinhua ngày 3 tháng 10 đưa tin cơn bão Kanun dự kiến đổ bộ vào tỉnh ven biển phía đông Chiết Giang. Vào ngày 5 tháng 10, giới chức Trung Quốc đã ban hành cảnh báo cấp độ 3 với cơn bão và yêu cầu đóng cảng, đường sắt trong khu vực bão có thể đổ bộ. Để đề phòng ảnh hưởng từ bão Infa, chính quyền Thượng Hải đã đóng cửa một số công viên, bảo tàng công cộng, đồng thời cảnh báo người dân dừng tụ tập quy mô lớn cả trong nhà lẫn ngoài trời. Hơn 160 tàu, bao gồm cả chở khách và chở hàng, đã được sơ tán khỏi khu vực. Tính tới ngày 3 tháng 10, tâm bão Infa nằm ở khu vực ven biển cách Tương Sơn, tỉnh Chiết Giang khoảng 640 km về phía đông nam. Cơn bão đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Infa dự kiến sẽ gây mưa lớn tới các khu vực ở Chiết Giang, Thượng Hải và đảo Đài Loan. Bão Infa đổ bộ Trung Quốc trong bối cảnh tỉnh Hà Nam, miền Trung đất nước hứng chịu đợt mưa lũ kỷ lục, khiến ít nhất 58 người chết. Chính quyền Hải Nam đang dần xử lý đống đổ nát và lưu thông lại những con đường chất đầy xe cộ, đồ đạc bị lũ cuốn. Đợt mưa lũ được nhận định nghìn năm có một ở Hà Nam, ảnh hưởng tới hàng triệu người và thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ. Quan chức ứng phó khẩn cấp của Hà Nam cam kết chính quyền sẽ làm sạch và khử khuẩn quy mô lớn để đảm bảo không xảy ra dịch bệnh sau thảm họa thiên nhiên. Truyền thông Trung Quốc cảnh báo bão Infa đổ bộ có thể gây ra nhiều trận mưa như chút nước tới các khu vực của tỉnh Hà Nam trong những ngày tới. Đại thảm họa số 2 tiếp tục giáng xuống đầu của Trung Quốc khi ngày 2 tháng 10, thông tấn xã của nước này cho biết một trận mưa lũ mịt mù tiếp tục càn quét thủ đô Bắc Kinh, khiến ngôi nhà của em trai ông Tập Cận Bình bị ngập tới nóc. Còn một khu resort 5 sao của cô em gái ông Tập cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 60 km hướng về phía nam Trung Quốc cũng đã bị mưa đá rơi xuống làm cho tan hoang. Nhiều nơi cho rằng Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục nổi dậy trừng phạt chính quyền ông Tập Cận Bình vì ngày 2 tháng 10 ông ta vẫn cho máy bay và tàu chiến áp sát quần đảo Hoàng Sa, bất chấp cảnh báo của thế giới. Đây chính là nguyên nhân và lý do vì sao mẹ thiên nhiên, trời và đất vẫn tiếp tục chờ mưa lũ, un kéo tới và đánh sập ngôi nhà của em trai ông Tập cũng như là khu resort của em gái ông ta. Thưa quý vị, theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, ngày 2 tháng 10, trong một bản tin về dự báo thời tiết cho biết trận lũ số 1 chưa kịp qua đi, thì ngày 2 tháng 10, Trung Quốc lại tiếp tục hứng chịu trận lũ số 2. Khi lưu lượng nước chảy vào con đập Tam Hiệp tăng nhanh chóng, đạt 53.000 m³/giây và dự kiến lưu lượng nước chảy vào con đập Tam Hiệp có thể đạt với mức độ cao nhất là 59.000 m³/giây. Các thành phố như Vũ Hán, Tứ Xuyên, An Huy, Chiết Giang, Thượng Hải và những khu vực phía nam của Trung Quốc vẫn tiếp tục bị chìm trong biển nước. Hiện những nơi này vẫn nâng mức cảnh báo lên thang màu đỏ. Đây là mức cảnh báo cao nhất của mùa mưa lũ. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, tính đến ngày 2 tháng 10, Trung Quốc đã hứng chịu ngày thứ 50 liên tiếp những cơn mưa to, gió lớn khiến mực nước ở nhiều con sông ở Trung Quốc tăng cao và làm cho 1.995 căn nhà cao tầng bị ngập lụt, 153 người thiệt mạng và mất tích. Cầu cống, đường xá, bệnh viện, trường học bị cô lập. Trong khi đó, mực nước ở Hồ Bà Dương, tỉnh Giang Tây, hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc nối với con sông Trường Giang cũng cao hơn mức cảnh báo là 2,5 mét. Một số đoạn đê quanh Hồ Bà Dương cũng đã bị vỡ do dòng nước lũ ồ ạt chảy qua, nhấn chìm toàn bộ nhà cửa xung quanh. Hồ Thái Hà ở thành phố Thượng Hải cũng phải cảnh báo báo động đỏ sau khi nước dâng cao hơn 1 mét so với mức an toàn. Đứng trước bối cảnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng năm nay là một năm đại họa của Trung Quốc. Còn theo các nhà tiên tri dự đoán rằng từ nay tới cuối năm, Trung Quốc tiếp tục còn hứng chịu rất nhiều những tai họa mà ông trời ập đến. Trung Quốc đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi đầu năm thì dịch bệnh COVID-19 hoành hành, bây giờ lại đến lũ lụt, động đất Trung Quốc được cho là nguyên nhân gây ra thảm họa cho thế giới, gây ra sự xáo trộn không hề nhẹ cho nhân loại này. Và tính đến nay, có 4,6 triệu người dân của Trung Quốc đã phải rời bỏ nhà cửa. Theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, ngày 1 tháng 10, mưa lũ đã đánh sập tòa nhà cao 10 tầng. Đây là căn nhà riêng được xác nhận là của bà Hoa Xuân Oánh, cựu phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Trung Quốc. Ngày 2 tháng 10, lũ ống còn tiếp tục nhấn chìm một căn nhà 9 tầng của em trai ông Tập Cận Bình và săn phẳng một khu resort 5 sao của em gái ông ta.
Đứng trước tình hình và cấp bách báo động kể trên, ông Tập Cận Bình được cho là đã triệu tập gấp các giới chức cấp cao của Bắc Kinh để tiến hành một cuộc họp khẩn cấp ngay trong đêm ngày 2 tháng 10 để bàn bạc đưa ra những phương án phòng chống lũ lụt. Bởi vì theo Cơ quan Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, tối ngày 3 tháng 10 đến hết tháng và sang nửa đầu tháng sau, Trung Quốc vẫn tiếp tục có những trận mưa to đến rất to, nước ở những nơi thượng nguồn vẫn đổ về dồn về và trên trời vẫn không ngừng trút xuống Trung Quốc. Ngoài ra, có hiện tượng thời tiết cực đoan như sấm sét, động đất và mưa đá. Chính vì vậy mà cơ quan đầu não ông Tập Cận Bình đã phải cho tiến hành họp gấp ngay trong đêm ngày 2 tháng 10. Tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc, viết rằng nước lũ ở đập Tam Hiệp vượt mức cảnh báo đỏ 12m, ông Tập triệu họp khẩn cấp. Vào ngày 1 tháng 10, Trung Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn về công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai dưới sự chủ trì trực tiếp của người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Theo Ủy ban Tài nguyên nước của sông Dương Tử, lưu vực con sông sẽ đón những trận mưa lớn và mưa to. Nước đổ về đập Tam Hiệp sẽ ngày càng nhiều, gây áp lực lớn cho công tác kiểm soát lũ lụt tại Trung Quốc. Và mới đây, thì Trung Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp về công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai dưới sự chủ trì của người đứng đầu chính phủ Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Ông Tập chỉ ra rằng, kể từ đầu tháng tới bây giờ, các cơ quan của Trung Quốc đã hoạt động tương đối tốt nhằm ứng phó với lũ lụt và đạt được kết quả đáng khả quan bước đầu. Ông Tập nhấn mạnh rằng, phòng chống và cứu trợ lũ lụt có ảnh hưởng quan trọng đến tính mạng và tài sản của người dân, cũng chính là vấn đề an ninh quốc gia. Theo Chủ tịch Trung Quốc, việc kiểm soát lũ đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất. Mưa lớn ở khu vực sông Dương Tử là rất nghiêm trọng. Con đập Tam Hiệp đứng trước nguy cơ bị vỡ. Ông ta yêu cầu các cơ quan chức năng có liên quan phải tăng cường phối hợp với người dân nhằm phòng chống lũ lụt một cách hiệu quả nhất. Ông Tập nói thêm rằng, chính quyền địa phương các nơi cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai, đặt an toàn tính mạng và sức khỏe của người dân lên hàng đầu, phải cải thiện khả năng dự báo mưa lũ và các thảm họa thứ cấp, phải tăng cường bảo vệ các con đê cùng các cơ sở hạ tầng quan trọng và vận hành những dự án bảo tồn nước một cách hợp lý. Cần phối hợp phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh và công tác cứu trợ, cứu nạn trên toàn diện đất nước Trung Quốc. Trong bối cảnh mà mưa lũ diễn ra phức tạp ở Trung Quốc, hai địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất đó là tỉnh Giang Tây và tỉnh Hồ Bắc, nơi có con đập Tam Hiệp và dòng sông Dương Tử chảy qua. Thưa quý vị, có một điều được cho là cực kỳ vô lý khi tình hình trong nước của Trung Quốc đang mưa to, gió lớn, động đất và lũ lụt càn quét làm cho rất nhiều ngôi nhà bị nhấn chìm và cuộc sống của người dân đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, thuốc men thì thiếu thốn, dịch bệnh thì hoành hành, còn lương thực thì cạn kiệt. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn tiếp tục ngang ngược đưa tàu chiến và máy bay tiến ra ngoài Biển Đông, ở đây đã áp sát quần đảo Hoàng Sa, gây ra rất nhiều những bức xúc cho các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như các nước trên thế giới, trong đó có Mỹ. Theo trang tin tức ABC News, một trong những trang tin chuyên theo dõi đường đi của tàu thuyền cũng như các hoạt động trên Biển Đông, đã cung cấp những hình ảnh vệ tinh cho thấy có thể Trung Quốc đã điều 4 chiếc máy bay và tàu chiến áp sát quần đảo Hoàng Sa, nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng một cách phi pháp. Tạp chí Time đã dẫn hình ảnh vệ tinh cho thấy có ít nhất 4 chiến đấu cơ của Trung Quốc thực hiện phi pháp trên quần đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa ở ngoài khơi Biển Đông. Đây là hành vi được cho là cực kỳ nguy hiểm cũng như ngông cuồng của phía Trung Quốc khi liên tục quấy nhiễu ở quần đảo Hoàng Sa và các nước trong khu vực Đông Nam Á. Khối ASEAN đã liên tục lên tiếng cảnh báo. Tuy nhiên, Trung Quốc đã phớt lờ tất cả những cảnh báo trên, liên tục điều tàu chiến, máy bay tiến ra ngoài Biển Đông, áp sát quần đảo Hoàng Sa để tập trận bắn đạn thật cũng như phóng tên lửa đe dọa trực tiếp đến an ninh an toàn cho tuyến hàng hải bận rộn bậc nhất trên thế giới. Trước tình hình đó, thì Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, trong đó có cả Nga, đã lên tiếng và xua đuổi Trung Quốc. Tuy nhiên, chính quyền ông Tập Cận Bình vẫn ngang ngược cho tiến hành những cuộc tập trận bất chấp trong nước Trung Quốc đang gặp mưa to, gió lớn, động đất và sóng thần. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin mới của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!